Rất nhiều khách hàng nhắn tin cho chúng tôi yêu cầu cần một cái máy xay sắt gạo gia đình với tiêu chí nhỏ gọn, tiện dụng, dễ sử dụng và giá thành hợp lý. Thì hôm nay mời bà con cùng chúng tôi bàn giao chiếc máy xay sắt gạo gia đình mini UN6N40. Dòng này thì có trọng lượng chỉ 55kg, cực kỳ nhỏ gọn, có thể đặt được mọi nơi, trong kho, trong nhà, trong xưởng. Sử dụng điện một pha cực kỳ dễ sử dụng. Máy bóc từ lúa ra thành gạo trắng ăn. Hôm nay thì chúng tôi sẽ cho bà con thấy rằng là máy sát trực tiếp mà sát hạt gạo dài, xem là tỷ lệ bể nó như thế nào. Dòng này thì cực kỳ là ok, tỷ lệ bể rất thấp và gạo sạch 100%. Sau đây chúng tôi sẽ quay cận cảnh hạt gạo ra để bà con cùng xem là gạo đẹp như thế nào nha. Với đầu trà bằng inox thì rất là đảm bảo và an toàn vệ sinh. Đây, bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất là đẹp, ít vỡ và rất là trắng bóng. Với năng suất 100-200kg/giờ thì cực kỳ phù hợp với lại những hộ gia đình có thể là sát ăn riêng, hoặc là 5-7 hộ gia đình cạnh nhau có thể mua chung để sử dụng. Với giá thành thì chưa đến 6 triệu, cực kỳ là phù hợp với lại tất cả bà con tiêu dùng. Đây, bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất là đẹp. Đây là dòng sát gạo nhỏ nhất, tiện dụng nhất, rẻ nhất, giá thành hợp lý nhất và chất lượng cực kỳ tốt, bảo hành đến 12 tháng. Tiêu chí nhỏ, gọn, dễ sử dụng, bền, đẹp và giá thành hợp lý. Nếu như bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy sắt gạo gia đình, hãy liên hệ với chúng tôi, sẽ được kỹ thuật viên tư vấn để lựa chọn ra sản phẩm máy sắt gạo phù hợp cho mình. Bên chúng tôi hiện đang có các dòng máy sắt gia đình, máy sắt bán công nghiệp, máy sắt công nghiệp phù hợp với tất cả mọi nhu cầu của bà con. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video bàn giao máy tiếp theo.